Mùa hè sắp đến rồi, có rất nhiều người có thói quen sử dụng kem chống nắng để chống tia cực tím. Gần đây, tạp chí JAMA của Hiệp hội Y khoa Mỹ đăng bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu về kem chống nắng. Đối tượng được nghiên cứu gồm 23 người, họ được chia thành bông nhóm để sử dụng bốn loại kem chống nắng khác nhau, mỗi ngày thoa bốn lần cho 75% diện tích cơ thể, thoa liên tục trong 4 ngày sau khi ngừng sử dụng 3 ngày các nhà khoa học đã tìm thấy trong máu của những người này có bốn thành phần trong nắng hóa học, nồng độ vượt quá tiêu chuẩn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Những thành phần này ngắm vào cơ thể con người liệu có hại cho sức khỏe hay không. Trong tương lai có thể sẽ gây ung thư da hay không, hay sẽ gây các bệnh ung thư khác. Hiện nay thì chưa có một thí nghiệm với quy mô lớn hơn để chứng thực điều này. Và lại người bình thường cũng không có sử dụng nhiều như thế Cho nên không cần phải quá lo lắng Bác sĩ cũng nhắc nhở Chọn kem trong nắng là phải chọn loại đạt tiêu chuẩn Và sử dụng kem trong nắng cũng phải vừa lường Bác sĩ gia liễu viên thường văn cho hay Lần sử dụng trên khuôn mặt là bằng kích thước của tiền xu một đồng hoặc là 10 đồng và khoảng chừng 2-3 tiếng thoa một lần. Bác sĩ biểu thị chỉ cần chọn sản phẩm đạt tiêu chuẩn và cách sử dụng chính xác, chỉ không cần phải lo lắng thành phần hóa học trong kem chống nắng có thể gây tổn hại đến sức khỏe.